Tân Sinh Hậu xin chào người em đến với kênh của mình nha. Làm đây WGT Khang anh em ơi. Thì Khang chúc anh em một buổi chiều vui vẻ và tràn đầy sức khỏe bên gia đình và người thân nha anh em ơi. Ok thì quay lại cái series leo top súng của WGT Khang đó mà. Thì hôm nay thì Khang leo top súng đó là 1887 nha anh em. Thì 1887 thì Thầy Khang hiện tại đang top 15 anh em mà. Thì hổng gài, Thầy Khang bận công việc, Thầy Khang không có leo anh em ơi. Trời ơi lúc trước thì Thầy Khang top 4, top 5 thì bận có vài ngày thôi, Thầy Khang lọt tận top 15 anh em mà. Thì bây giờ Thầy Khang thì tiếp tục quay lại cái hành trình leo 187 để lấy lại top anh em mà. Trời ơi là trời căng thẳng thật sự chứ. Nhưng mà thật đặc biệt một cái là hôm nay Thầy Khang không đi ghép ngẫu nhiên nữa mà Thầy Khang đi trên thế giới để xem phản ứng của đồng đội khi gặp Thầy Khang và khi Thầy Khang cân 4 và khi cầm Thầy Khang cầm 187 quẩy như thế nào nha anh em. Đây vô kênh thế giới anh em để mình vô mấy cái team này, mình xin gia nhập vào và mình chơi chung nha anh em. Mình vào mình gánh chứ không phải là mình làm tạ đâu anh em mà. Đấy với lại xem những bạn này có biết Thầy Khang không để mình xem phản ứng như thế nào nha. Có rất nhiều bạn kêu mình vào kênh thế giới xem phản ứng của những bạn này khi gặp Thầy Khang luôn. Ok thì chắc chắn bây giờ sẽ vào video anh em ơi. Vào thôi. Đấy ok quay lại đó mà. Để mình xin gia nhập đây. Rồi để xem phòng nào vô được đây. Úi xời, thành viên tối đa. Ok vô luôn anh em ơi. Ấy số 2 thằng vậy. Ok vô luôn anh em mà, ghép ngẫu nhiên luôn. Trời vừa ghép thế giới vừa ghép ngẫu nhiên luôn anh em ạ. Úi trời thanh niên này chơi nhân vật 2 gia tôn thức tỉnh nè. Ok anh em ơi. Úi xời, trận đầu tiên như thế nào đây? Ủa mấy bạn này không biết Thầy Khang gì hết trơn vậy. Ok vô luôn anh em ạ. Mấy bạn này không có mít anh em ơi, không sao. Không mít thì mình âm thầm mình gánh tim anh em ạ. Ấy không mít thì mình dễ chơi hơn thôi. Nhưng mà có mít thì nó sẽ vui hơn anh em ạ. Ok thì đầu video anh em xem video nhớ like và đừng quên đăng ký kênh ủng hộ cho WGD Khang anh em ơi. Thì ok thì quay lại cái khu vùng vinh như nè anh em ạ. Rồi là trời map đảo sa mạc thì nhảy cái khu này hơi bị nhiều đồ đấy, để mình kiếm 187 sao nha em. Ok đồng đội mình nhảy chung hết trơn luôn anh em ạ. Wow 187 đây rồi. Đấy đi ghép ngẫu nhiên rồi, đi ghép kênh thế giới gặp đồng đội đi chung rất là sướng nha em. Cho dù đồng đội nó gánh nó tạ hoặc là như thế nào. Nói chung mà đi chung là ngon anh em ạ. Úi giời mình tách lẻ ra mà chứ đi chung đấy giờ không gặp địch chứ. Đây chúng mình này. Úi giời vậy đâu ơi. Chạy đâu ơi. Úi giời. Băng ơi giời trận đầu tiên. Để Khang chơi đó là 1887 dễ chất nha anh em. Thì video này không có mít rồi. Ai mấy bạn địch mà đồng đội mình không có mít mình sẽ bình luận. Ai thì anh em đón hết xem hết video của Thầy Khang. À, những video sau sẽ có những nói chung là trận sau sẽ có những bạn có mít cho anh em. Ok úi xời bể đầu liền gạt luôn cái luôn. Ủi rồi anh kia chạy đâu. Ôi là trời đặt keo các bạn. Ok để mình vô mình giết này luôn nè, phá keo nè. Ok rồi mình nghe tiếng chân bên trái nè mà nó còn đặt keo bốn máu không chịu chạy các bạn. Chạy đâu không chịu chạy nè, một viên nè bay màu nè. Úi xời chạy đâu hết rồi, chạy đâu. Ui xời gạt luôn anh em ơi. Nãy Thầy Khang thấy bắn nhau đông vui lắm mà ta gì không thấy ai chứ gì trời. Trời đồng đội thì nóc cái chạy chơi nữa mà, chơi đồng đội chơi bắn nóc xong rồi chạy chơi không cứu đồng đội luôn anh em mà. Mấy bạn này chơi tình đồng đội thế này là toan rồi. Ok đồng đội mình đang đi chung mà nhưng mà mình đang đi lẻ. Ấy ba bạn đồng đội mình đang đi rất là khích nha. Ok mình đi lẻ thì mình kiếm địch em ơi chứ mình đi chung hoài mà đồng đội mình bắn như thế này nhiều khi đồng đội mình kế ép mình nữa. Ấy bắn phải đi lẻ này săn mới ngon anh em mà. Anh em thấy Thầy Khang đi ghép ngẫu nhiên rồi đi kênh thế giới thấy toàn đi lẻ không, chủ yếu là đi có đồng đội nhiều khi đồng đội nó biết mình. Ai có mít cho hơi vui một tí thôi nhưng mà chạy đâu mà úi sao như gì đập mình cả ổng mai chứ. Rồi trời thì ổng gầy thì Khang có bận công việc từ ngày 25, từ ngày 20 đến ngày 25 anh em mà khoảng 4-5 ngày thì Khang cũng chơi game anh em. Lúc thì Khang không leo 187 luôn cho nên lúc đó 187 thì Khang bị tuột quá trời tuột cấp luôn anh em mà. Ok mình mua máy quét với lại xuống xăng cái ta. Ôi quét đâu mất sau lưng trời ơi là trời nó ke kinh kìa anh em. Ôi hèn gì nó ke sau lưng mình, nó vô nhà nó núp nó bắn mình hai thằng luôn, mình tưởng là nó chạy đi đâu. Hèn gì nó ke máy bán hàng à. Trời ơi là trời cay đấy, không sao anh em ơi, đồng đội mình đi cứu nè. Để mình mở mít lên mình bảo đồng đội anh em ơi. Trời bạn ơi cứu mình, có cái súng UMP á bạn ơi. Ok mình kêu đồng đội cứu mình cầm cái khẩu UMP xuống rồi nha mà. Để mình xuống mình trả thù mình lấy cái khẩu 1887 anh em ơi. Không sao đấy. Anh em bắn chung với đồng đội phải có đồng đội nó cứu mình anh em mà. Chứ hổm ngày hôm qua, hôm kia chứ anh em có thấy Thầy Khang làm một trận một cái video ghép ngẫu nhiên Thầy Khang toàn cứu thôi. Hôm nay đồng đội cứu đi ở Thầy Khang thì cũng quề thôi nha mà. Ok chạy đông ơi. Ủa rồi, lưu về cái. Ok để mình kêu đồng đội mình chạy tới nè. Ok đồng đội mình tới. Ok bắn nhau anh em ơi. Ok Thầy Khang qua đây bạn ơi. Ok nó một và bên trái còn thằng nè. Này là cái thằng cá chà mình ghim cái thằng áo trước mặt mình anh em, cái thằng áo nâu đó mình ghim nãy giờ nè. Nó nãy nó núp nó bắn mình. Ok mình đã giết được hai thằng này rồi. Rồi rồi quá trời sướng nha, hơi bị sướng tay đấy. Rồi đây Khang trả thù rồi, đây 187 của mình đây coi. Sợ ơi chủ nhân nó phải đưa cho chủ nhân nó thôi chứ đâu chưa đưa cho được cho người lạ nữa mà. Ấy sợ ơi trên tay Thầy Khang là không được thoát khỏi nữa mà. Ok mình chạy qua tới bên đây rồi nè mà. Rồi nãy giờ đi vòng vòng không có đâu, không có địch anh em, kiểu như đi ghép ngẫu nhiên với lại đi kênh thế giới á kiếm địch rất là khó anh em. Với lại cái hồi sinh bây giờ nó không còn nữa nhưng mà cái hồi sinh sinh nhật 6 tuổi đấy, nhiều cái đó là anh em khá là phản ánh. Cái hồi sinh ấy bây giờ Gena nó đã xóa ra khỏi cái map rồi nhưng mà ấy xóa ra khỏi tất cả chế độ rồi cho nên bây giờ không còn hồi sinh nữa. Bây giờ anh em kiếm được kill khá là khó anh em ơi, anh em phải đi vòng mới có được kill chứ. Trên đây có người nè, bên trái sau lưng bên đây. Trời ơi chúng ta lại cái thằng áo vàng, mình gặp mấy bạn áo vàng áo cam mình sợ lắm anh mà, mình sợ. Úi ơi bắn gì không cả hai viên rồi xong bể bay màu chạy ra chạy ra đây. Úi sợ là keo các bạn bên trái này anh em ơi, bên trái này. Úi sợ bên phải bên đây
ra đây. Trời ơi quả đạn gì chứ. Mình bỏ game quá cũng khá là dài ngày nữa mà mình chơi lại cũng khá là bắn khá là hơi ngáo ngáo một tí, anh em thông cảm với mình nha. Nhưng mà không sao đâu, Đê Khang gọi phải gọi là đẳng cấp là mãi mãi đúng không anh em? Ấy phong độ nhất thời thôi, nhưng mà cái đẳng cấp của mình nó vẫn đi theo mình mãi mãi đó mà. Anh em không, nhiều khi anh em bắn có cái phong độ thì anh em bắn hay, nhưng mà anh em hết phong độ là anh em hết bắn hay, nhưng mà anh em phải giữ được cái đẳng cấp của anh em. Ui sụi. Vừa đang nói chuyện đẳng cấp cái bắn gục mình luôn anh em à. Trời ơi Đê Khang bắn này sao kỳ vậy ta. Không sao anh em ơi, không sao không sao. Nhưng mà Đê Khang bắn gánh được. Ấy anh em cứu Đê Khang lên. Đê Khang cover cho mấy bạn ơi. Trời ơi trời. Phong độ nhưng mà nhất thời thôi, đẳng cấp là mãi mãi nữa mà. Ấy cái đẳng cấp anh em ở đó thì nó vẫn ở đó nhưng mà phong độ nó ở đó thì nó sẽ mất anh em. Cho nên anh em phải tạo cho mình một cái đẳng cấp riêng của mình. Anh em ọp game nhiều anh em cũng quay lại chơi game mới gọi là đẳng cấp đúng không anh em? Phải gọi là cái trình anh em vẫn còn giữ lại đó. Nhưng mà mình chơi ập gần 4-5 ngày nữa mà mình quay lại mình chơi mấy trận đầu khá là khó nha, công nhận cái tay nó cảm giác lạ thật sự luôn. Nhưng mà anh em chơi khoảng 2 trận đi, 2 trận đi là anh em đây bình thường đây rồi. Nói chung là anh em chơi game nhiều á, anh em chơi cái kỹ năng anh em khá là cao thì anh em chơi game, nói chung anh em ập một tuần học một tháng một năm anh em quay lại chơi game nó vẫn như vậy nhưng mà kỹ năng nó vẫn như thế đấy, trừ khi là anh em thay đổi thiết bị hoặc là anh em thay đổi system thì anh em làm quen lại nó khá là lâu thôi. Nhưng rồi ấy trời, nhưng mà anh em ập game lâu anh em quay lại chơi thì nó cầm làm quen lại nó khá là nhanh nên mà ok. Trời ơi đông quá, nhảy xuống xe mà nó bắn mình chứ muốn xỉu kìa. Ok xuống mình còn tính à, ok mình sẽ chạy góc khác nơi đông quá nguyên team 4 luôn mà. Ok mình lui về cái góc khác nè, đây mình lui về cái góc máy bán hàng đây. Thường thường mấy này nó ai vô máy bán hàng nó cứu lắm. Đây mình bắn chết một thằng team đồng đội nữa rồi. Lộn cái thằng team đồng đội đó là team khác đó mà, vậy là 2 team lận. Ui rồi mình gọi đồng đội mình vô đó mà. Không sao mình bắn với team mà mình phải gọi đồng đội mình vô chứ đúng không anh em. Mình đi bắn với team mà mình bắn một mình hoài nó hơi kỳ đúng không anh em nè. Ê UAV quét 3 thằng nè. Đấy đó, con thằng chạy tới mình nè, chà có thằng gần mình nè, mình nghe tiếng chân nè anh em ơi. Trong nhà bắn hàng, trong nhà bắn hàng. Đây trên nhà. À chạy xuống các bạn. Ôi bắn mà. Ôi bắn có địch đó. Ok là kêu chạy lui về cái nè. Đây kiếm góc nè anh em ơi. Lui về đặt kè chạy nè, nó gần mình. Ok mình giết cái thằng trước mặt trước anh em ơi. Thằng này chạy khơi nè, rồi 1 viên nè, 2 viên nè. Úi xoài lắc ra nè. Ok 3 viên rồi, trước mặt còn thằng chạy tới nè. 2 viên không chết thì lắc ra bắn thêm 1 viên nữa. Bên trái còn nữa anh em ơi. Úi xoài. Trời ơi, thằng kia kim tim mà. Kim tim, úi xoài châu bò nè, bên phải có thằng kim tim nè. Kim tim lên đây, úi xoài hay quá đồng đội mình bắn nóc rồi mà. Thằng này còn kim tim đó, úi nó hồi sinh lên, úi xoài bắn kìa. Trời ơi, quả đạn gì chứ. Trời ơi, mình lực muốn gãy cái mỏ luôn nha mà. Công nhận cậu 187 địa chất này bắn nhanh quá nha mà. Trời ơi, trận này đồng đội mình cover hay quá, cover tuyệt vời quá anh em ơi. Hãy kết hợp bắn đồng đội như thế nó mới gọi là đẳng cấp anh em nhờ. Anh em đi, nói chung là anh em không có team, anh em có thể đi ghép ngẫu nhiên hơn anh em đi đi ngoài kênh thế giới anh em leo sấp tấp súng qua phẳng được anh em à. Nói chung cũng khá là dễ đấy, đây tùy team thôi. Ê nó không phải là dễ anh em, tùy theo trận đấu anh em à. Ui xôi mày bắn đồng đội tao nóc à. Thằng bạn số 4 nóc anh em ơi, bắn đồng đội tôi nè. Ok còn thằng chúng mày nè. Ui xôi ơi, chạy đường nào. Ui đi khang bay kìa, bắn hay là bay không biết. Ơi hồi xin à, dữ dằn hay sao. Ok phá keo luôn mà. Trời ơi đặt keo cái này là chết rồi. Ok mình sẽ phá keo mình vô luôn bạn ơi, vô luôn anh em ơi. Ok 1 viên rồi chết nữa. Sợ ba bắn 1-0 tròn mình cũng què. Đỡ gì nổi, thứ gì mà chịu nổi. Ok 13 kill rồi, đồng đội đi theo Đê Khang lút xác không ơi. Bạn chỉ cần đi theo Đê Khang lo hết đấy, bạn chỉ cần đi theo Đê Khang lút đồ thôi, còn mọi thứ Đê Khang lo anh em ơi. Anh em cứ nóc, anh em cứ ngập, anh em cứ bò ấy. Nói chung là lâu lâu mình bò anh em cứu mình thôi, nhưng mà anh em bò anh em nóc 10 lần thì Khang cứu được anh em hết trơn ấy. Quan trọng là có xu thì Khang cứu hết trơn nữa mà. Ok thì trận đầu tiên thì mấy bạn này không biết mình thì những trận sau á, những trận sau mà mấy bạn này có nhận ra Đê Khang á thì mình sẽ không bình luận mà mình sẽ cho anh em nghe những phản ứng của những bạn mà biết Đê Khang, cho anh em xem từ đầu đến cuối luôn. Cái video đó Đê Khang sẽ không bình luận nha anh em, trận đó Đê Khang sẽ không bình luận. Ok chúng mình đây. Ui trời nguyên team 4 luôn đồng đội. Ok vô chơi anh em ơi, anh em của Đê Khang đâu, xuất phong. Quả đạn chứ. Ủa bên trái phải của tình luôn ơi, bên trái của tình luôn, chỉ đồ của tình luôn. Ok mình đặt con keo, mình chặn súng chặn đạn cái mà. Trời ơi chết lén. Ok số 4 căng nhá, số 4 hổ báo đó nha. Xung thế bạn ơi, từ thôi bạn để mình cover các bạn ơi. Bạn chạy thế mà tôi không cover là bắn bạn chết đấy. Anh em thấy không? Đồng đội chạy mình phải đứng ra mình cover nhưng mà mình phải bắn cái thằng bắn đồng đội mình để cho cái thằng nó không bắn được nữa, cho đồng đội mình chạy xuống thoải mái nha anh em. Để cho các ok hay quá bạn ơi. Bắn phóng lựu rồi, đồng đội mình hiểu ý thế nha. Đồng đội mình bắn phóng lựu mình ra bắn mình gạt liền chứ sao anh em. Chạy đâu mọi người. Ok số 2 số 4 đang đẩy lên kìa, số 2 số 3 chứ. Ok Đê Khang nè, đẩy lên luôn nè. Ui rồi bắn gì đây. Ok nóc luôn anh em ơi. Cái thằng bên kia bắn nóc anh em ơi. Két. Ui rồi đồng đội mình chết rồi, kép. Ui trời ơi không kịp luôn kìa, nó gạt nhanh thế nha. Không sao anh em ơi. Bạn cứ nóc, mấy bạn cứ nóc. Đê Khang một mình lo hết. Rồi hai bên kia nóc hết đi, Đê Khang chơi hết chân luôn. Không sao cả mấy bạn ơi. 16 kill rồi. Ok đây trên map mình vẫn còn
4 thằng anh em ơi. Đấy, team mình 3 thằng, team kia 4 thằng. Ui rồi, hai này khác team. Mà hình như hai thằng bên phải, một thằng bên trái anh em ơi. 3 thằng bên phải, 1 thằng bên trái chứ. Ui, bể đầu nè, ok gạt luôn. Ui rồi, đồng đội mình nóc nó rồi. Bạn kia qua cứu đồng đội đi bạn ơi, qua cứu đi, qua cứu đi, qua cứu đi. Ui, hai thằng nóc luôn à. Rồi, không cứu được, không cứu được. Rồi, để đi gan cứu thế này rồi hết keo luôn anh em ạ. Toàn rồi, anh em ơi. Bạn ơi, ơi, trời ơi, chạy đâu? Rồi, bạn ơi, dựng keo cho mình chạy bạn ơi, mình hết keo rồi bạn ơi. Quả đạn chú lại bạn thiệt chứ. Bạn kia bạn nóc ngay cái pha đó hơi căng đó nha. Bạn ơi, trời ok chết liền. Rồi, đạn tự ghim cho người chết luôn anh em ạ. Rồi, đó mình nóc rồi. Ok, không sao, mình với bạn này. Rồi, khó rồi. Ơi, một quả keo cuối cùng anh em ơi. Căng thế nha. Bạn ơi là bạn không đặt keo cho vậy. Mình hết keo rồi. Ok, nóc luôn bạn ơi. Đặt keo chạy đi bạn ơi. Keo đâu? Trời ơi. Ok, lên đây luôn. Ơi, coi giờ còn đông thế nha. Ok, còn 3 thằng cuối thôi. Bây giờ từ từ cái anh em ơi. Một thằng trước dưới mình nè anh em. Mình sẽ giết cái thằng dưới đây cái đã. Rồi, nó bị bắn, vậy là hai này khác team. Ok, vậy là còn hai thằng khác team mà. Còn hai team nhưng mà hai thằng này khác team. Ôi, chạy đâu? Ok, hai viên không chết thì gà đang bắn cái nào. Này thì chém cái gì? Ok, đây gan có keo lại rồi. Rồi, trời trận này gánh anh em thấy không? Đi Khang gánh team như này thôi chứ còn đòi nữa anh em nha. Ấy vô chung team với Đi Khang kéo ganh cho anh em chứ còn gì nữa anh em. Ok, bây giờ trên đây còn thằng cuối nè. Rồi, số 4 anh em ơi, còn bạn số 4 nữa mà. Đấy, mình phải vào số 4 để xem giết được lấy được cái tới 1 hay không. Ây, ok lên luôn bạn ơi. Ấy UAV quét thế, bài bắt cái UAV luôn thằng địch. Thằng địch bất lực nhưng mà không có đường nào mà chạy được luôn anh em. Lên ơi, hello bạn ơi. Ơi là trời. Đâu, còn hai chiếc móc ok mình nhảy luôn anh em. Giờ nhảy móc làm gì cho nó mất thời gian chứ. Rồi ơi trời, mình thấy rồi nha, mình thấy rồi đó bạn bắn UAV mình nè. À. Dữ dằn hay sao bạn ơi? Trời ơi, đây bên trái mình anh em ơi. À, cái chân mình anh em ơi. Trời ơi, chết liền chứ. Ơi, nó vừa có bụi cỏ này, lắc vô nè, bắn. Ôi, cái gì thế kia, mình đáng bắn không bạn? Ok, không sao anh em ơi, top 1 là vui anh em ơi. Ok, thì trận đầu tiên đã xong anh em ơi, bây giờ thì trận tiếp tục qua trận thứ hai anh em. Rồi, video này khá là hay, anh em xem video hết cho Đi Khang like, đừng quên đăng ký kênh của Đi Khang nha. Anh em thấy thích video này nhớ comment phía dưới để Đi Khang tiếp tục làm cái series leo top súng. Đấy, bài leo súng bằng ghép ngẫu nhiên hoặc là đi kênh thế giới anh em ơi. Ok, bây giờ qua cái trận thứ hai anh em ơi, tiếp tục thôi, kiếm kênh thế giới anh em ạ. Ôi giời, đông thế, ui giời đây. Ui, gì đây, trời ơi, toàn bản bạch kim với đây vàng không vậy. Rồi vô bạn ơi, vô chơi với bạn. Rồi mấy bạn cứ yên tâm, Đi Khang vô gánh mấy bạn lên kim cương quyền thoại nè. Rồi ơi là trời, không ai chứ vô chứ, ok mình out luôn mà. Ok mình sẽ vô trận khác nha em. Ôi giời, đông thế, mấy bạn này nhanh thế nha. Ui giời, lướt lên đây coi có tem nào hay không đây. Đây, ui giời, anh yên tên mất tên gì kì vậy anh em. Quá chạy chứ. Comment. Ok. Đấy, mình sẽ cho anh em xem video này. Đấy, mình sẽ cùng bình luận video nha anh em ơi. Chúc anh em xem video vui vẻ nha. Ôi, anh ơi, em không mua anh đâu mà anh ơi. Anh ơi, em không mua anh. Ôi, anh ơi, xem anh hai bắn hai like 18 này. Ừ, đúng rồi, anh ơi, chưa em chụp màn hình cái, anh đứng yên. Ok. Chụp màn hình phát. Alo, Đi Khang okay. Cần này. Thật mà, real. Anh real. Wow, Đi Khang real. Bọn. Đặc biệt anh, mình đều lên TV. Anh ơi, em follow TikTok anh của anh ơi. Tao follow cả YouTube đây. Tao xem Đi Khang từ cái thời mà tao follow Đi Khang từ cái thời mà video của anh đã đến thì bắt đỡ thế giới đúng không? Nói chẳng. Anh có xem không? Có. Nhưng mà tao chỉ ra anh đến solo từ quát một cái 4 rồi. Không, xem anh đi cắt này đừng gặp anh ấy ngoài đời. Chưa ra, chưa vậy. Xem anh, chờ anh bắt highlight. Tí có chuyện lên TV ra. Thì mà hôm nay lại, mà hôm nay nó lại chơi đem 4 này. Mình gửi lên thế giới mà. Ô hàng tư này. Ô kệ đi chơi với anh đi. Anh về kìa. Từ chờ mẹ tí, chờ tí, mẹ đang vô, Anh về khác. Chính xác là okay. Anh ơi, gần mic kìa anh. Tao tưởng fake kìa. Ờ. Kìa áo. Kìa, tao bấm một cái hồ sơ hết tay luôn. Ui.
anh đừng ai nghe Facebook em tặng quà. Em có TikTok đấy, TikTok em 45k follow lắm. Ui đâu nè. Ơ nó chạy ngoài đường kìa, nó lung nhông kìa. Theo tôi nào. Lỡ này, ui. Cứu tao. Mua rồi. Lốc lốc một rồi đó. Lốc một rồi. Yếu rồi đó. Thằng coi kìa. Ê, nó này thua. Lốc rồi. Ui. Anh Đề Khang anh bắn hay quá. Ui anh Đề Khang hồi sinh đau cơ. Tặng nề quá. Ui xéo anh đi bắn này. Ui em xem anh bắn mà. Ôi ôi. Anh có tí cho em đi. Anh kẹp. Anh tí cho em lên TV anh nha. Em trước em chơi với Kubi ở Bắc Gấu ấy. Anh biết thằng Kubi ở Bắc Gấu không? Cái thằng Cú Mập Mập ấy. Nhà phải cũng đẹp trai chứ bố nó lắm. Ông hồi trước tao chơi trên nhà kiểu anh Nam mời vô chơi với chú Beo rồi. Ờ chú Beo ngày xưa chú Beo ghi game rồi. Trước tao xem chú Beo như lắm trái. À lúc ấy tao còn nhỏ. Đi bố gửi cái highlight của bố tôi qua tôi ạ. Sao vậy? Em có thể dẫn ngăn cả sinh hoạt được chơi. Hai anh Đề Khang kịp này. Bắn thương tay phải. Nên này đeo gắn thì nó có một này. Mỗi con chó. Kỹ năng đang hồi. Dạy. Ôi, đánh người kìa. Bên hai. Để anh chạy thôi, nhanh ngại. Anh ấy rút nhanh mà. Kỹ năng đang chạy nhanh ngại. Người ta chuyên nghiệp mà, cái tướng này. Ui, anh đi nhanh nhỏ. Đi qua anh ấy đi. Cái tên làm cái cho gì. Ơ, nói rồi đi qua thật được không? Đi đừng có mới nè. Ê, bị đi máy phóng à? Ờ. Ê, nó tới đây này. Anh đến ra ngoài đường rồi anh ơi. Không chạy đồ ra. Hai thằng bên tao này. Lúc một này. Kỹ năng đăng. Double kill. Để anh biết là cậu em có quan thức của anh không? Cậu em với em chơi sai thì nó là xem anh nhá. Em bắn hay là nghe cực em xem chú Bèo với lại anh. Ừ đề ca. Ờ như anh đang nay bị TikTok hay sao á? Mình được vô TikTok rồi mà. Bị tí không? Thật. Mà hôm nay cũng xem TikTok nãy là hay đai mà. Không, mình bình thường là tao thấy là anh hay quay hay lai thôi. Tao ít khi thấy như là anh là... Anh là nay mà. Ok. Mẹ tao thu máy kia rồi. Tao cho tao nha, tao lên TikTok đi xem. Kill. Ủa? Gì? Phải không? Phải không? Đi lại. Phải à? Không. Chắc là anh nó chơi buồn.
Chọn như đăng cài highlight. Ê, tao thấy sai sai nhiều. À. Sai gì? Không, 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 hay quá. Zio mà, nhưng mà vấn đề là tao xem rồi, tao xem cá nhân rồi. Nhưng mà anh biết không ai. Thế nên là cài highlight mà, anh còn làm highlight. Ừ, biết rồi, anh như toàn làm highlight thôi. Ô, tao bị truy nã này. Ô, chạy đây. Chị ca thôi, cứu em, truy nã rồi. Toàn kiến tao có chim có kiến nha. Ừ. Theo tôi nào. Em phải kéo anh nhá. Ui, em đi khám thật. Khi về quá đi lên TV luôn. Ui, TikTok em. Anh đi khám rồi, anh TikTok của em là chip sinh nhá. Nói mãi à. 45k follow nhá, 1 triệu 5 tim nhá. Ok anh. Thấy không? Ê, dính đạn rồi kìa. À, nó bị kia kìa. Ai anh ơi, ôi nó chít kìa, nó chít kìa. Ê, chín đồ, chín đồ kìa. Ui. Ông bắn ghê, bây giờ đúng hết cả. Người ta là vừa dùng tay to mà chó được, nhưng mà bắn hay thật. Kỹ năng đang hồi. Bắn ngủ được không người á? Ờ, nó vừa bắn tao xong. Anh bắn ngủ mắt rồi. Thì mày ngáo à, có ai không? Kỹ năng đang hồi. Mày bị ngáo à, nó vừa bắn tao xong mà. Xong tao đặt keo ra mà. Nó vừa bắn tao đừng dại không? Kỹ năng đang hồi. Theo anh như này. Chưa. Phải chia hồi anh nữa. À thôi, anh đang làm highlight đó, đi riêng ra đi để anh nó tự bắn. Anh đang làm highlight đó, mình đi chung nữa, anh nó không bị theo đâu. Anh biết đó là theo tôi nào. Theo thì biết được cái kia. Nhưng mà anh nhớ anh nên cả hai này anh cứ giết nhiều người mà đó, mình cứ theo mình cả anh nó không tao úp video đâu. Ờ, đi chỗ khác đi. Đâu nhưng mà để tao cái nấm cái nhân vật tao cần nấm đánh nha. Đi đi phan nhau nè. Đừng đi theo anh nữa. Để anh ấy làm việc đi. Mày có thấy anh bảo là theo anh ấy không? Đâu? Đâu anh bảo đang theo tôi nào. Thấy chưa? Ok. Ok anh. Tôi xin lỗi bạn rồi. Cứ cãi thằng này. Không được nghe trừ lương nha, lần sau cấm cãi. Tình anh ấy hỏi có mấy giờ anh nó úp video. Ừ. Nên cài view cho anh ấy. Ừ, ok. Anh hỏi anh ấy like stream PK với tao. Đấy, mình chó PK. Má mày. Không, nhưng mà cho PK được mà 45k rồi. Nói chung là con người có sức càng nhiều. Đấy, có người rồi. Anh bắt anh... Killing spree. Mình đi nhà mấy chắc mình đang làm gì. Mình chỉ cần lút đồ thôi. Mình chỉ cần là cái hòm sắt đi đậm thôi. Khi nào anh cần thì mình ra. Mình nằm xuống để anh ấy lấy đồ. Anh hay quá. Ui, để khang thật này, để khang mà anh đi ghép hồn nhiên à. Mẹ tao đi qua rồi, tí nữa mẹ tao phát hiện. Kiếm lao cổ chim cổ kiến nha. Ê, có thằng không? Ui, một máu à.
killing spree. Ở đây. Kêu đi Khang qua đây. Có ai bán nè? Cho đi Khang lấy chứ. Ô, con chó tu. Ôi, cứu anh kìa. Cứu tôi. Cứu đi đời gian đi. Ôi, cứu một. Tôi xong rồi. Tôi ơi, xuống đây, tôi ơi. Cứu tôi. Tôi ơi, tao không chơi nổi tôi ơi. Kìa. Bên tao có người này. Ê, xuống đây, xuống đây. Tao có xui mà tao không cứu được, xuống đây. Bên tao đang có người. Cứu tao đi. Mày xuống em tao cứu anh. Mẹ em biết ngay. Tôi xong rồi quá quá video rồi. Tốc 2 rồi. Đi mình nghe xem sắp xếp để ra. Ôi. Cảm anh ơi. Đúng rồi, cứu tao tui. Máu mồ. Chết đi để em cứu. Chết đi anh ơi. Không, anh sống một tăng cấp máy. Không thấy máu mồ. Một máu. Ôi thôi, tao không có xu. Tao vậy tao quay lại. Cứu đi. Chết rồi. Tao gần chết luôn này. Ui vãi chưởng. Bỏ đau quá. Thì tình cảm đó của tình cảm của mình không được ấy một tiền đó rồi lên video rồi. Mình không được lên video rồi. Tiếc vãi. Anh ơi cho em xin một cơ hội trước cổng anh được không? Ôi Hương ơi, lúc đi. Tóc 2 à. Người ta 11 kill. Anh ít tăng. Anh ơi cho em xin cái bạn này đi. Ôi, anh đi khác gửi lời mời này. Ôi. Oh my god. Ah, you got. Ui. Thank you anh nhiều. Ui, thank you anh nha. Vui nha. Chơi yeah. Anh vô trận thế này. Ok. Anh đi ca. Oh my god. Bắt đèo, bắt đèo. Oh my god. Không ngờ một ngày tao được chơi ai rồi. Idol. Idol có cậu. Ôi my god. Tao nghe là người thực hành em đi. Để tao nghe là người tập tao một tui. Aaaa. Anh ấy chỉ dẫn theo anh. Đi mấy vậy, anh ngủ video. Idol.
tại chính do em đeo chung bị nghiệp trước là có xa đi á đi cứ đeo ai đưa cũng bắt ô mà mày biết mày bớt nói thế bắn ra nói chuyện nó mới vui vẻ mày nói cũng như công mà tao phải nói hết nỗi lòng của người fan ê chỗ tao có chú béo không à mấy cái khang người con người theo không bị hết rồi ghê vậy kì căng cánh mà ơi tặng hương áp cao mà ai chơi với ai dùng áp cao thì bờ bê năm ở đây có tài nguyên chị ba không bắt đã mà hương à? Ừ. Nè, hãy chơi bài đồ mà FK được. À không, chắc là nó đi ra cho nó chắc lại. Chắc là lại, chắc là lại, chắc là lại. Phải không mẹ anh ra anh ngồi. Vậy chứ. Ôi, tao đi với anh Đề Khang đây. Sướng mày, cho tao đi với. Người này đánh anh Đề Khang này. Mà anh Đề Khang có đi xe cùng quá. Mình lấy xe qua đây. Đây con người. Cẩn thận con người anh. Mission accepted. Ơi đi lên này anh Khang săn này lên đây đây đang lên này ô đi xe à ờ xe mấy chỗ á hai ô là cái lái xe mà tao lái xe vui quá nó phải bắn Đâu rồi? Ê, cú lấy xe lái rồi. Lái đâu? Xe bên kia, xe bên đây. Ôi thôi, không qua mấy con chạy rồi. Anh chạy rồi chưa? Xe đi. Xe đâu rồi? Xe bên kia, bên đây. Xe kéo à? Ê, mình thấy tao ghét rồi, nhìn thẳng cấp rồi.
Mày ngáo à, chị mà ghép ngẫu nhiên, gửi tên tới anh cho vô mà. Ờ, chị là ý là ghép tên tới à. Nhanh, nhanh, nhanh. Đâu mày đâu? Có địch. Đang có địch kìa. Mới có người vừa hạ rồi. Anh lấy xe anh chạy đợi. Mày có đạo xuất gân không? Cho tới đạo xuất gân mà. Có không gì. Đâu cho tao băng quá à. Đi hả? Ê, mini, mình bắt con đi chỗ khác, con ngồi bên kia khác. Bên kia khác. Không. Con ngồi với anh nữa. Nè, đi anh chỗ mà. Đây đi anh. Con chơi với cửa lối tiếp. Tăng hai bữa. Nhường tao đi bên kia đi. Nãy mày đi rồi. À, ừ. Ở bên có người nè. À, nó chân cầu, nó chân cầu. Đây. À, đúng chân cái bể. Chắc quá. Anh nhảy cao có cần em mua nó không? Đó cho mình ngồi đó. Có cần em mua xu hồi sinh không anh nhảy cao? Ui, skin xe anh nhảy cao đẹp quá. Tao chơi tài đồ không thấy. Ui, đó là hồi sinh ngoài này anh ơi, nhắm anh điện rồi. Anh ơi, quay anh cho máy điện kìa. Tí nào. Cậu tao biết là mình video của tao, chắc cậu tao sẽ chơi với anh chạy cao. Chắc cậu tao. Đi thôi, đi thôi. Cậu mình chơi lâu chưa? Bên 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 cái nhà hồi sinh có người là hồi sinh một chút người giống mình. Ui mở bên 53 chút này để mình hồi sinh hướng nào nó áp cao đâu. Ê, có người bên trái đường sau anh ơi. Nó ngay gốc cây á. Anh để đi càng ở đâu hay là anh chỉ là một cái bãi. Mic mi nghe chẳng hiểu gì rồi. Mic thì sao? Thì à? Xe gần luôn. Bên đâu? Chấm luôn mà có nghe. Chấm luôn nè nè cái xe mới à. Chốt tao 2-3 thằng luôn.
Được không Túc? Chờ đi, đã có người. Cái xui xui lóc một rồi. Yếu anh ơi. Hoàng ơi. Ơi. Làm cái bật mic hay là anh điện cao bật mic à? Nãy tao tắt mà, tao tắt một lúc không tao mới bật mà. Thì vừa nãy ai nói là sau lưng mày. Tao. Thật ra anh bật mic đi. Không, giọng như nghe hay hơn, giọng tao nghe như phèn. Rồi, thật. Thì nói chuyện đúng. Mission accepted. Cái này nên đây là không nhau. Ê chim em có mấy thằng rồi chứ. Ủa tao đặt cái không rồi. Killing spree. Tao phụ. Lắp vô đi anh bắn rồi giờ. Lại đây. Em anh không để. Ôi, để đẹp một chút. Cứu tôi. Nó đây để em cứu anh ơi. Em chết anh ơi. Thế này em chết để em cứu rồi. Đây. Ê, kéo ra, kéo ra. Kéo. Mẹ sao nó sao tạo kéo. Lốc rồi. Cứu tao được này Hoàng ơi, cứu tao này. Lốc một rồi. Thanks. Cẩn thận anh ơi. Chị kháng sống giờ. Rồi. Ê, cứu được. Có lửa chạy em. Thanks. Bắn máu tao ơi, bắn máu. Vô bó này. Killing spree. Thanks. Còn một tên nữa. Cẩn thận nè. Mình trong bo, Thôi. Nó qua.
Ôi. Rồi còn hai thằng thôi đó. Ôi. Ôi. Ăn kia vậy. Ôi. Ôi thôi. Ôi. Có bạn kìa. Sao. Tóc hai mái à. Không thua vì. Ok anh em ơi, thì xong hai trận rồi anh em à. Trời ơi, chơi chung với hai bạn này khá là vui luôn anh em ơi. Ấy lâu quá mày, hiếm lắm mày mới gặp được trên thế giới, gặp hai bạn này khá là vui tính và hai bạn này cũng biết mình luôn. Ấy mấy bạn bảo mình là xin lỗi không có chơi được với Thi Khang top 1 mà không sao, đây là lỗi tại mình chứ. Mình không gánh được hai bạn top 1 mới đúng chứ anh em. Ok thì mình bảo là mình nộp anh em ơi. Hãy chúc hai bạn này chơi game vui vẻ nha. Ấy mình nộp ra một tí thôi mà để mình làm video nha anh em ơi. Ui giời ơi là sai. Mấy bạn này tính ngủ mình chơi tiếp để mình gánh top 1 nhưng mà không được nữa mà mình nộp một tí anh em ơi. Nhắn tin à chat đi. Ui có kìa. Có không? Ờ anh bảo có xem đi. Ok. Mấy giờ? Ui đã cấp phải, tao không ngủ được mất. Ui. Ui YouTube. Mấy giờ anh ơi? Năm giờ ạ, ok, 5 giờ vừa cái view. Ok anh ơi, bye bye anh. Rồi thì lâu quá mới ghép chúng được hai bạn này khá là vui, nhưng mà hai bạn này đều có mít cả và hai bạn này đều biết mình luôn anh em, khá là fan cuồng luôn anh em à. Ok cảm ơn hai bạn này rất nhiều nha, trời ơi, đã góp mặt trong video của Thi Khang. Ấy mình sẽ cho hai bạn này lên TV luôn anh em ơi. Ấy thì anh em xem video thấy hay nhớ like và đừng quên ấn đăng ký kênh ủng hộ cho WGD Khang anh em à. Và thích cái series leo top súng bằng lép ghép ngẫu nhiên hoặc là khi đi kênh thế giới xem phần hướng quân đội như thế nào thì comment phía dưới cho Thi Khang biết nha. Ok mãi yêu em nha, ấn like đăng ký kênh của Thi Khang nha, bye anh em.